tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh công nhân bán xe. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đại diện cho công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng sẽ tiếp tục giới thiệu tới tất cả quý vị các bạn, những bà con ở xa, một cái mẫu xe Fortuner số tự động hai cầu. Thì tuy rằng bây giờ là những cái dòng xe nhập khẩu và dòng xe lắp ráp đời mới đã về tới Việt Nam rồi, nhưng mà mình vẫn muốn giới thiệu tới tất cả quý vị các bạn mẫu xe đa dụng này, bởi vì là với một mức giá là chỉ 675 triệu thôi thì đây là một cái lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho tất cả quý vị các bạn có nhu cầu mua xe về để sử dụng cho gia đình. Bởi vì như mình có nói đó, cách đây 5-6 năm trước thôi thì đây là một mẫu xe đẳng cấp, bởi đây là một phiên bản cao cấp nhất thời điểm lúc đó so tới hiện tại bây giờ. Và bây giờ không còn mất nhiều thời gian nữa, xin mời quý vị các bạn, quý vị bà con coi chi tiết một số cái đặc điểm bên ngoài cũng như là thất bên trong của chiếc xe này nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Yeah.